không cần đa lễ. Spreader bình thần, đừng quên xem video này bản full ở trên YouTube, tiện thể subscribe luôn channel của Ly, đồng thời luôn cái chuông con ngay bên cạnh để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Ly ra video mới nhé. Chia tay nhau xong thì người ta thường chăm chỉ xóa ảnh của nhau trên Facebook, tớ thì vẫn để đấy. Chắc thực ra cũng tùy loại người yêu cũ, loại nào hãm quá thì xóa đi chứ để đấy làm gì cho nó ngứa mắt. Còn tớ với cả người yêu cũ thì chia tay nhau có sự đồng thuận với cả trong sự ôn hòa, cho nên là tớ nghĩ là cái gì nó là kỷ niệm đẹp thì cứ để đấy thôi. Chứ bỏ làm gì? Mà thực ra lúc xem lại tớ thấy cũng chả lợn cợn gì cả, nó cũng như bao cái ảnh khác mà mình post lên thôi. Mà quan trọng nhất là do được. Nhưng sau có yêu ai đấy mà người ta cảm thấy không thoải mái với cái việc đó thì ok tớ xóa. Làm gì có ai chiều em như tôi. Anyway thì nó tương tự với những cái món quà mà người yêu cũ tặng. Tớ thì chưa bao giờ bị rơi vào cái trường hợp là chia tay đòi quà, nhưng mà tớ cũng chưa bao giờ phải vứt đi cái món nào mà nó vẫn còn giá trị sử dụng. Thế nó còn giá trị sử dụng với cả hạn sử dụng thì cứ thế mà dùng tiếp thôi, chứ không phải vì nhớ nhung vương vấn gì mà giữ đâu. Chưa kể cái việc vứt đi nó cũng hại môi trường. Tớ biết tớ dùng từ di vật là hơi sai sai, nhưng mà tại vì không tìm được từ nào nói ngắn mồm hơn cho nên là các cậu hiểu đại để. Ở đây là những cái món đồ mà người cũ tặng mình và nó vẫn đang nằm trình hình nhà mình đi. Nói chung đây sẽ là một chiếc video show đồ cạnh cỡ. Cái áo hồng bạo dâm này là mốt năm 2012-2013 gì đó. Quà Sài Gòn của bạn người yêu thứ mấy đấy, nhiều lắm. Thậm chí bây giờ tôi cũng không biết là lúc đấy nó có coi mình là người yêu không, hay là nó chỉ coi mình là vớ vẩn, còn chỉ có mình lúc đấy là coi nó là nghiêm túc. Cay vậy. Nhưng như lại chuyện nó cũng khá là dễ thương. Lúc đấy đang nhắn tin, bạn ấy đang say, nhắn tin tỏ tình liên thiên. Thế là tớ cũng đòi qua vu vơ, bảo khi nào về tặng quà cho em đi. Xong về tặng mình cái áo này thật. Mặc dù sau đấy câu chuyện rất là hảo và sự hảo đến từ bạn ta, nhưng mà đến bây giờ bọn tớ vẫn không hẳn gọi là giữ liên lạc, chỉ là kiểu giữ nhau trên Facebook thôi, cũng không gặp nhau bên ngoài. Tại khá là nếu bây giờ gặp nhau bên ngoài tớ thấy cũng bình thường. Đấy, anh em thấy tôi phải bò không? Thật ra lúc đấy thì cũng cáu phết, nhưng mà kiểu cũng dễ quên ấy. Có khi nào vì thế nên dễ mùi lòng không nhỉ? Chả hiểu sao hồi đấy thích được nó. Chắc vì hồi đó tóc nó xoăn dài, tự cảm thấy bản thân rẻ tiền. Còn cái túi này là quà sinh nhật của người yêu cũ là cựu YouTuber. Hôm qua vừa đi mưa xong mà cái này dùng mấy năm chưa bao giờ thèm giặt. Ui đây, cái này có một cái backstory hỏi chấm vãi cả đài luôn. Đây kể cho. Chuyện là kèm theo chiếc quà này thì có hai cái thiệp nữa. Đây, hai đứa nó đây. Lúc đấy người yêu cũ đang học bên Anh thì người ta mới nhờ ký gửi bạn đem quà về cho tớ. Sinh nhật tớ tháng 2, mới lúc đấy hình như là tháng 6 thì phải, tháng 6 tớ mới nhận được quà. Khi ấy Hà Nội 40 độ, nóng chả khác gì bây giờ. Đến tầm chiều tối nó cứ còn hầm hập cơ mà. Tôi phi xe bon bon trên đường xe hơi nóng để đi lấy quà, phần ít là vì cái túi mà phần nhiều là vì tò mò không biết trong hai cái thiệp này viết cái gì, thề tò mò lắm luôn. Tại vì ông này không phải là cái kiểu hay nói mấy câu yêu đương sến sẩm. Về nhà hí hửng mở ra thì ngoài cái việc là cái thiệp này nó có một cái cover là hình của một con panda nhìn như cái di ảnh ra thì thôi ok bỏ qua. Khi mở ra cái lõi của cái thiệp mới gây ra nhiều sóng gió trong luồng tư duy của tớ lúc đấy. Trắng, không một giọt chữ. Cả hai cái luôn. À thật ra trong này có chữ. Nó là chữ in sẵn. Have a great day, happy 11th birthday. Mình kiểu không biết có huyền cơ gì không. Mật mã à? Hay là phải hơ lửa nhúng nước cho chữ nó hiện ra. Xong rồi hỏi thì ông này mới bảo là ban đầu là định cắt cái hình con panda này ở cái thiệp này ra, xong rồi dán vào cái này. Nhưng mà tại vì là vội quá cho nên làm không kịp. Nghe còn đang ăn đấm không? Thực ra cái hồi còn yêu nhau thì bọn tớ có chia vai, kiểu chat với nhau. Tớ hay dùng bộ sticker hình con gấu trúc ấy, còn ông ấy thì dùng bộ con cáo. Thực ra tớ cũng mê bọn panda vẽ đái, cho nên là lúc ông về Việt Nam ông cũng mua thêm mấy cái món quà khác cho tớ, trong đấy có cả một con panda nhồi bông nữa này. Còn cái thiệp này ghi là happy 11th birthday, tại vì có bảo dưới đó lì mấy mai tớ 11. Quay lại với cái túi này thì cái túi này tớ dùng cũng 2-3 năm rồi đó. Vừa bền vừa đẹp, kiểu punk ấy, đúng kiểu tớ thích luôn. À với vị này còn để lại cho tớ một cái nữa là cái máy quay mà cái này tớ đã kể trong cái vlog chuyện về ba chiếc camera của Ly rồi đó. Ai muốn xem hoặc là muốn xem lại thì check link ở phần mô tả của video này ạ. Đấy, sơ sơ đại khái đây thôi. À còn một chuyện nữa hồi lớp 9 á. Hồi đấy có quen một bạn này, kiểu lần đầu tiên có bạn trai ấy. Hồi đấy tớ cũng chỉ đòi vu vơ quà một cái chỉ cả mắt. Nó xong nó tặng mình thật. Thề mấy mấy năm rồi nghĩ lại thấy cũng cute thật, tại vì nó kiểu một thằng con trai 14 15 tuổi xong rồi đi vào cửa hàng mỹ phẩm mua đồ cho bạn gái. Đánh giá cao, mặc dù có thể nó vào mấy cái hàng bán toàn đồ dởm bắn vơ va vẩn ấy, hoặc là có thể nó lấy mót ở đâu ra đấy không biết, nhưng mà thôi đại loại đánh giá cao, thế cũng đáng yêu. Tại vì tớ bảo rồi, đòi vu vơ ấy nó cũng đưa mình thật. Thôi cute là cute, cho đến bây giờ thì tất mẹ như là tớ không còn giữ cái chỉ cái mắt đấy rồi. Chỉ cái mắt xịn còn có tuổi thọ tính bằng tháng nữa là mấy cái đồ dởm rít. Nhưng hồi đấy sau khi bỏ nhau thì tớ vẫn giữ dùng với suy nghĩ vô cùng đơn giản là đồ free tội gì vứt đi. Ok, cảm ơn các cậu đã xem video. Nếu cảm thấy muốn share về món đồ gì người yêu cũ tặng mà vẫn còn dùng hoặc là vẫn còn giữ thì cứ thoải mái comment nhé. Bye chiều.